Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay shop mình đã về được năm bé trà sữa Winter Wild. Đây, trà sữa Winter Wild. Trà sữa này là size Barbie nha các bạn. Đó. Các bé đều rất hiền, lông rất là đẹp. Đây. Đây, rất là hiền nha các bạn. Còn nhỏ cỡ này khoảng là khoảng một tháng tuổi. Khoảng một tháng hoặc là nửa tháng thôi. Giá của Winter White, trà sữa Winter White thì 55k một bé. Winter White mắt đỏ nghe các bạn. Ngoài ra thì shop mình vẫn còn Campbell. Campbell thì bên đây. Campbell trà sữa. Campbell bò. Bò này, bò vàng, bò đen cùng đồng giá nha các bạn. Và trên đây thì còn Albino với Campbell trà sữa. Trên này hơi lớn chút, mình phải riêng. Còn bia và bia. Bia đây. Bia màu cực đẹp luôn. Lông cực mướt luôn. Bên đây còn hai bé nè. Con này đang ngủ nè. Ngủ rất là dễ thương nha các bạn. Bia thì 85.000 một bé. Trên đây còn hai bé. Trên đây có một bé lông xù nha các bạn. Bé màu trắng này nè. Bé màu trắng lông xù. Bia thì cũng khoảng một tháng đổ xuống nha các bạn. Còn size Barbie chưa lớn hết. Trà sữa, bạn nào thích trà sữa thì ghé ủng hộ shop mình nha. Trà sữa rất là dễ thương, trà sữa Winter White rất là hiền. Mình mua về mình không cần thuần. Không cần thuần như là trà sữa Campbell. Trên đây thì mình có một trên đây thì có trà sữa Campbell với trà sữa Albino. Size này khoảng nửa tháng đó, bốn bé đó khoảng nửa tháng. Màu cũng rất là đẹp, nhưng mà các bạn mua loại Campbell thì chịu khó về thần giùm mình nha. Campbell thì trà sữa với Albino này 50.000 một bé. Giá cực kỳ rẻ luôn. Thì mình cho sinh sản được tại shop mình thì mình bán rẻ hơn thôi. Chất lượng thì cũng cao nha các bạn. Rất là cao. Là Winter White mình thu của khách. Khách quen mình mới thu nha các bạn. Khách không quen mình không thu đâu. Trà sữa tham tơ là phải chất lượng mình mới thu. Đang ngậm. Rồi. Xong. Các bạn cần mua gì thì ghé shop ủng hộ mình hoặc là nhắn tin qua Facebook fanpage của mình nha. Các bạn cũng có thể inbox phía dưới video này cũng được. Cần mua gì thì inbox cái đó. Và sóc, bé sóc có đang mang bầu. Mua hai bé thì mình tặng một bịch thức ăn dặm. Xong. Xong. Rồi mình quay sơ vậy thôi. Các bạn cần mua gì thì liên hệ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem với kênh YouTube của mình.